Mai mà nhờ bà con vòng vòng để người ta điềm chỉ, cho nên anh nhìn kỹ có phải em không? Có đôi mắt lung tâm tấp tung tung mà chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tận mắt em hiền như bông bưởi đang nở trong vườn. Chị anh năm trước cũng như em chẳng gì bình thường. Ở cuối có trên Sài Gòn á. Lỗi, thứ mấy à? Dạ, thứ ba. Còn em thứ sáu. Ba khen em thiệt hay. Cô Sáu à, bấy lâu nay chăng thị tin bất kiến tình hình, nay thấy mặt á là tôi mê liền. Thiệt không? Thiệt. Mê ai, mê thằng bại con gái. Tôi mê đất mê người, mê nụ cười mãi giọng hò mái dài của bà má. Tôi thì bụng nghĩ sao thì nói ra làm vậy. Cô từ buổi cãi chảy qua tới buổi cà hoài à, cô Sáu. Anh ba ơi, con gái là em thiệt thà như đêm. Anh ba gieo làm tiếng quán cho thêm buồn. Coi kìa cô Sáu à, nói trời chút chiều thôi mà em giận. Nói thì nói vậy chứ không phải vậy à nha. Vậy chứ sao hả anh ba? Anh muốn hỏi việc canh sản chồng đầu có tốt hay vậy không? Vậy anh nghe em nói nha. Anh sao mày cũng quay nhau. Vàng má cũng lúa qua màu dược lên. Mầm ăn thuốc mọc quê em thay trời. Nghe không có tiện à cô Sáu à. Vậy chứ sao anh ta?
có góc có cạnh mới sanh ra ngọ. Tôi muốn cùng cô đi tới đầu cho có cái nghĩa mới quen. Ý trời anh ta, anh nói gì mà em nghe không hiểu mà thôi. Để em đi đầu theo thưa. Chuyện sản xuất chỉ có một lúc xong thôi. Thiệt là cô Sáu à, chỉ